anh em nha. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho anh em một con xe lưu mang thương hiệu Mỹ và nhập khẩu, và đặc biệt hơn nữa là giá cực kỳ tốt. Giá này cao hơn xe Trung Quốc một xíu thôi. Nếu anh chị nào mà đang quan tâm dòng xe lưu để đáp ứng công trình mình đó, thì đây là một cái sản phẩm đáng để được anh chị sử dụng. Thì con lưu này nó sẽ như thế nào, em sẽ đi chi tiết vào từng một phần cho quý anh chị nắm, và để làm sao mà con lưu này đang được nhiều khách hàng lựa chọn đến là như vậy. Thì chi tiết vào cái dòng lưu này thì dòng lưu này khay của Mỹ nha quý anh chị, và xe này nhập nguyên chiếc luôn, nhập nguyên chiếc. Đặc biệt hơn là con này đang cái tải trọng là 11 tấn 3, là cái dòng này đang gọi là rất chuộng ở Việt Nam mình, đáp ứng luôn, đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật về làm các công trình cao tốc, và cái độ đậm nén nó cao là K98. Thì mẫu này thì rất bên em cũng đã bán rất nhiều về cho các công trình ở cao tốc Bắc Nam hay là sân bay Long Thành. Thì mẫu em đang đề cập đến đây là cái mẫu K1110EX-D. Thì mẫu này tụi em có hai phiên bản nữa, là một phiên bản là cabin và một phiên bản là chỉ có mái che thôi. Thì hiện tại đây là con mái che nha quý vị. Thì con này có những cái điểm gì đặc biệt thì em mời chị vào trực tiếp và đi chi tiết những cái của con xe lưu này. Thì phía trước anh chị thấy cản trước này, cản trước thiết kế rất là cứng cáp luôn. Thì đây rất là ưu thế cho quý anh chị làm dòng lưu này. Đây quý anh chị thấy chi tiết luôn, dày, cản rất là dày, cứng cáp. Và đặc biệt hơn á, cái trống lưu này á thì thông số thì phân khúc này là cái trống bề dày trống lưu này là hiện tại rất là lớn luôn, là 32 mm. Quý vị thấy là cái trống lưu khá dày trong phân khúc. Còn hệ thống thủy lực thì sử dụng bơm Danfoss nhá. Loại bơm này thì quý khách hàng chắc cũng biết, rất là bền bỉ rồi, của châu Âu. Và đây là hệ thống rung này của xe lưu. Đây máy bơm rung. Đây hệ thống rung quý vị thấy. Đường ống thủy lực. Các ti quý khách hàng thấy đó, cao su giảm chấn của bên cao su giảm rung trên cabin. Đây cao su. Dòng này thì rất là bền bỉ nha quý vị. Còn bơm thủy lực mà dành cho vận hành cái lưu thì đây cũng sử dụng Lenford luôn nhé. Đây quý vị thấy. Bên hông thì đây dầu thủy lực, bình dầu thủy lực 90 lít nha quý vị. Lốp xe thì sử dụng lớp chống trượt, đó là ok luôn, chống trượt, bình nhiên liệu. Thì mẫu này thiết kế bình nhiên liệu rất là đặc thù luôn. Phía trước đây quý vị thấy rất gọn gàng, đầy đủ các đèn để mở cái máy lên cho quý vị. Đây bộ phận máy này, đây là cái bơm chính, đây bơm chính, bơm này bơm Danfoss. Đây để mở cái mát ra cho anh chị thấy. Đây. Thì động cơ của dòng lưu khay này thì đang sử dụng cơ FPT là Fiat của Ý nha quý vị. Động cơ này rất bền bỉ rồi, trên thế giới thì đã có thương hiệu ở thế giới rồi. Ống Thì động cơ này đang sử dụng mã loại là S800. Có turbo tăng áp. Thì cái bình nhiên liệu bên em thì đang chứa là 235 lít nha quý vị. 235 lít. Thì em coi cái hộp số của nó. Thì hiện tại là xe này đang sử dụng hộp số ZF của Đức. Đây, hệ thống khung gầm phía dưới nhìn ra là cứng cáp. Đây. Máy, các máy, hệ thống quạt làm mát đầy đủ. Cabin này thì rất tiện lợi luôn. Quý vị chọn cái mẫu này thì cái đặc biệt là cái mẫu này tụi em thiết kế mới thì rất tiện lợi cho sửa chữa này, bảo dưỡng bảo hành rất là nhanh gọn lẹ. Đặc biệt hơn cái dòng lưu khay này về tiết kiệm nhiên liệu thì hiện tại được đánh giá là trong phân khúc là tiết kiệm, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, từ 5 đến 6 lít trong một giờ làm thôi. Đó, quý vị thấy. Còn em mời quý vị lên cái phần cabin. Đó, cái hệ thống bước lên có những cái bậc thang rất là an toàn nha quý vị. Đây có những tay nắm, nó tiện dụng luôn. Ở trên cabin này có những cái gì đặc biệt thì cái vô lăng này sử dụng rất là ok này, hay. Và trên táp lô thì đang hiện là nhiên liệu này, dầu này, và tốc độ này, số giờ làm, rồi các con nút đèn, báo khẩn cấp, có nguồn sạc 12V đây, rồi các công tắc sử dụng rung và sử dụng. Và bên này là cành ga, rồi hệ thống xe luôn. Rung thì cái việc thấy là ngồi trên thì nhìn xuống rất là rộng rãi thoải mái luôn, cực kỳ rộng rãi. Và đặc biệt hơn á, ghế ở đây mình sử dụng ghế hơi nha, ghế hơi rất là ok và xoay được 90 độ, xoay được 90 độ. Đó, xoay được 90 độ luôn, để em quay cho quý vị thấy. Rất thuận lợi cho tài xế, tầm nhìn rất là rộng rãi. Thì mẫu này thì bên em đang để cái giá rất tốt luôn nha quý vị, 1,440 tỷ thôi. Xe 2022 nhập khẩu nguyên chiếc. Và quý vị được hỗ trợ tài chính, thuê bao tài chính thì cũng khá là nhiều. Có những công ty bên em hỗ trợ có 95%, nhưng mà thường em làm từ 70 đến 80 vào cái thu nhập tài chính của mỗi công ty. Thì anh chị em nào mà đang quan tâm cái dòng xe lưu để đáp ứng các công trình mình á, thì đây là một cái mẫu khá tốt để cho mình chọn. Thương hiệu cũng đã có trên thị trường Việt Nam mình rồi, mà xe nhập khẩu nữa thì cực kỳ tốt luôn. Thì em chỉ review chi tiết như vậy. Thì có gì mọi thông tin chi tiết thì quý anh chị cứ để số điện thoại bên dưới của em, hoặc là 0963 20164 để tư vấn và các thủ tục khi mua xe. Thì bên em còn rất nhiều luôn, ở bãi đang còn rất nhiều. Thì quý anh chị muốn chọn mẫu nào thì quý anh chị cứ liên hệ em nhé. Rồi mẫu cabin có luôn, mẫu không cabin đó, rất đầy đủ. Thì em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video tiếp theo. Nhớ like, share hoặc subscribe kênh giúp em nhé.